hai ngày 24 và ngày 25 tháng 3 năm 2022, hội thảo tập huấn về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, xác định mục tiêu, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch lần thứ nhất đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã phối hợp với dự án Gcom Châu Á, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng tổ chức. Sự kiện này thuộc dự án Mạng lưới thị trường toàn cầu về năng lượng và khí hậu Gcom Châu Á 2021-2023 do Hiệp hội các đô thị Việt Nam hợp tác với Liên minh Châu Âu thực hiện. Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng các kế hoạch hành động về khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và các tác động khí hậu liên quan ở cấp đô thị. Tham dự hội thảo có 63 đại biểu trong và ngoài nước. Trong đó, có các đại biểu quốc tế đến từ Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Ban Thư ký Gcom Toàn cầu, Ban Thư ký Gcom Đông Nam Á, Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Ủy ban Châu Âu, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, thành phố Florence, Italia. Sự kiện có sự góp mặt của 14 đô thị thành viên Hiệp hội các đô thị Việt Nam, bao gồm Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hương Trà, Hà Tĩnh, Nam Định, Ninh Bình, Phủ Lý, Lào Cai, Sapa, Bắc Cạn, Sơn Tây, Bắc Giang, Hải Dương. Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu đã được Tiến sĩ Trần Hà Ninh, đại diện Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ khung pháp lý và lộ trình để đạt được NDC của Việt Nam và mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Các đại biểu đã được các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Liên minh Châu Âu giới thiệu tổng quan về biến đổi khí hậu, nguyên tắc chính trong xây dựng kế hoạch hành động về năng lượng và khí hậu, hoạt động xác định biện pháp giảm thiểu và thích ứng tại địa phương qua bộ công cụ tính toán mức giảm phát thải theo các lĩnh vực, đánh giá rủi ro khí hậu và tính dễ tổn thương của đô thị. Vào ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã nghe chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề giảm thiểu và thích ứng của đại diện hai thành phố lớn tại châu Âu, bao gồm thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha và thành phố Florence, Italia. Tại hội thảo, các đại biểu còn được nghe đại diện Mạng lưới thị trường toàn cầu về năng lượng và khí hậu Gcom chia sẻ cổng dữ liệu cho các đô thị của WAI và Gcom, cũng như cách thức tìm kiếm, thu thập thông tin về môi trường của Google và Gcom. Các đại biểu cũng tiến hành chia nhóm và thảo luận, trao đổi về các lĩnh vực liên quan tới phát thải khí nhà kính, hiện được các địa phương quan tâm gồm công nghiệp, giao thông và phương tiện đi lại, quản lý chất thải rắn và nước, nhà ở và thương mại, quy hoạch sử dụng đất và nông nghiệp. Đại diện các nhóm đã trình bày kết quả tổng hợp sau thời gian thảo luận và chia sẻ về các giải pháp đang được thực hiện tại các đô thị ở Việt Nam. Bên lề hội thảo, các đại biểu đã đến tham quan nhà máy xử lý rác thải Cẩm Hà tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã tìm hiểu quy trình thu gom, vận chuyển, phân loại, tiêu hủy, tái chế rác thải và tham quan nhà xưởng dự án Reform Plastic. Reform Plastic đặt mục tiêu chuyển đổi những thách thức về rác thải nhựa tại Việt Nam thông qua mô hình nhượng quyền xã hội bằng cách thu gom nhựa cấp thấp, chế tạo thành các sản phẩm có giá trị sử dụng và kinh doanh. Vật liệu tái chế tại đây đã được sử dụng để gia công sản phẩm nội thất, đóng tủ đựng đồ, bàn ghế, thùng rác với giá trị công năng và thẩm mỹ cao. Kết thúc 2 ngày làm việc, các đại biểu đánh giá cao về tính phù hợp của hội thảo đối với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, cũng như cam kết của chính phủ tại hội nghị COP26. Các công cụ, kiến thức được truyền đạt tại sự kiện hữu ích đối với việc quản lý khí thải nhà kính, đảm bảo giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác tổ chức hội thảo được nhà tài trợ, Ban Thư ký dự án Gcom Global và Đông Nam Á, các đại biểu tham dự đánh giá cao. Hiệp hội các đô thị Việt Nam được đề xuất tiếp tục triển khai các hội thảo tập huấn tương tự trong tương lai.